Mẹ ơi. Dạ. Dì, dì hai cho mẹ bịch bịch bánh cục nước cốt dừa. Dì hai mới vừa làm còn nắm hỏi. Trời à, ăn hổng gà dì hai cho hoài. Giờ con đi. Mắc nợ dì hai, cảm ơn nha dì hai nhiều nhiều nha dì hai. Ơi, con này mình á cho con Quy về nấu cháo. Con lương, con lương. Trời ơi. Con này ớt bình nha bình. Nhái bữa đi xôi. Nhái bữa hổng đi xôi. Tới tới nay hả? Tới hổm nay đâu có ở không đâu ạ. Trời ơi, sao nó không ăn đi bớt rồi. Này bữa hổm á là tụi mình tính là mình với anh Huệ với Bình Tường với làm để mà ăn á, nhưng mà hổm nay mình cũng lưu bu công chuyện rồi lớp á thì Bình nó giận mình cho nên là cũng không không có ăn. Rồi bữa nay thì cho con Vi đem về ăn. Thế rồi anh Huệ nói rồi, nhà anh Huệ còn tại hồi tối này á thì mới đi bắt nữa. Hổm nay ở Bến Tre thì trời mưa nhiều lắm. Cho nên anh Quẹo nói là thôi để bữa khác rồi, thì cảm ơn Bình ăn. Nhiều nhân Bình. Anh Quẹo nữa. Rồi giờ thì mình đi tiếp. Tại vì giờ mình vô nhà mình không dám nghỉ lưng. Mình nghỉ lưng trưa tời nắng, mình vô nhà nghỉ lưng cái là nó làm biến liền luôn á. Cho nên là giờ đi tiếp. Cái gì vậy hai? Con lưng với con nhái. Nhái. Mấy ăn bắt đó hả hai? Đang lạnh rồi. Đi học đâu qua. Hả? Giờ mình đi tiếp tiền ơi. Đi học nhá hai. Rồi đi đi. Có tiền chưa? Có tiền học chưa? Tưởng không có cho tiền nè. Có 14 ngàn nè ba. 19 ngàn nè. Đi mất. Rồi đi vậy. Rồi đi thì ngay. Khánh ơi, Khánh, dạ. Dạ. Dám bịch đồ này xuống cho cô lo. Này dạ. Này cô Tư cổ người ta cho cổ nè, rồi cổ cho lại bớt nè. Này gì á? Quần áo cổ. Cổ la người ta cho cổ nhiều lắm. Rồi cổ chị hôm qua mẹ nghe gì mẹ đi xin á. Ừ, mẹ nói nói người ta cho cô có cho cô nhiều không, cô cho bớt lại cho cái người này thấy nghe nó khổ lắm. Thì cổ nói để em sẵn em cho bớt này cho chị Loan phải không. Ừ. Hôm qua mình về mình có kể với mẹ chị Loan khổ, mẹ mình mới chạy qua cô Tư rồi nói cô Tư hả có quần áo cũ thì gom lại cho, tại vì cô Tư cũng người ta cho cô Tư nhiều lắm đồ mới không à. Thì cô Tư mới gom. Cô Tư cho. Bây giờ con xách xuống dưới nha. Cô Tư cho luôn cái vỏ nè. Rồi, có vỏ tiện luôn. Vỏ gì Barry. Nhắn gửi lời cảm ơn cô Tư nha. Barry Louis gì tùm lum tùm la. Cô Tư là cô Tư đẹp á, ở gần nhà mình cái bên đây nè. Cô Tư đẹp đẹp á. Chắc quần áo này cũng đẹp luôn. Rồi. Đó. Người ta giờ thấy đồ cũ người ta thành đồ mới của mình. Rồi, giờ mình đi. Anh hai chở là gì? Mình là giống như ngày hôm qua, bữa nay mình đi xuống đây thì trời cũng chỉ mưa y hệt vậy luôn. Dạ. Chắc mắc mắc mưa hơn ngày hôm qua. Đấy, cái này là mây này là không phân biệt được rồi, mây màu xanh hay màu đen luôn á. Mây màu đen. Đen cái nổi mà đen xanh luôn á, đen cực kinh cực rồi. Không à, hồi nãy giờ trời đang đung 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 đung. Trời nắng mà rầm đung đung luôn á. Đó 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 đó. Ghê quá, từ 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 từ. Đung. Con hay không được sợ nè. Rồi chút xíu nữa 5 phút nữa mới nghe tiếng đùng. Bị sợ lắm luôn á. Mấy cái vụ này trời nắng mà. Đó, trời nắng mà hay có cái này là hay bị cháy là chùa lắm á. Thôi ghê quá. Hay quá. Đi ghế mà bị bỏ hơn coi bây giờ. Mưa mà. Đây vậy?
Giờ mình sẽ đi mua chiếc xe đạp cho con của chị Loan. Ở chỗ này á là thành Thới A, cũng gần của nhà chị Loan luôn. Mua cho gần, có mấy cậu chở đi giùm luôn. Mấy cậu chở về giùm. Mình vô mình lựa đi. Chị bán được không chị? Vô chứ gì đâu, báo bán. Mình thấy chiếc xe có dán cái bảng hiệu 1.450.000 luôn. Chắc chiếc xe này, cái chiếc xe hồng hồng này là đúng rồi. Hai hai cậu. Màu hồng cũng đẹp mà màu trắng cũng đẹp nữa. Dạ. Màu trắng nào dơ. Không dám đâu, màu trắng nó xuống còn xuống màu kem kem nha. Cái này là nhiêu? Cái này có màu xanh màu đỏ. Chiếc này nè, màu hồng đậm nè, ha, màu hồng mà yên, màu hồng yên tâm. Hai cái hai sườn hả? Ừ, hai sườn chứ không một sườn. Thấy chiếc này cho em đi chị. Hồi vô tới nhà cũng mắc mưa cho hôm qua nữa. Hôm qua mưa kẹt trong một tiếng mấy đồng hồ hay gì á. Đâu, hồi tại mưa thì chiếc xe này sao dắt vô nhà thôi, nó đi học cũng dắt ra không được nữa. Dắt vô cổng rồi đi ra nó dắt mẹ con nó rồi. Nó ra sao ra mà đâu biết. Dạ. Cho vô cái cuộc. Rồi tận nhà đi ha. Hồi đó mình cũng ghim xe qua cầu dừa đó. Cũng qua cái cầu nãy rồi, cái cầu mình đi hơi cầm chút gì. Em mới đi hôm qua một lần à. Dạ. Tại thấy hai mẹ con dặn cổ rồi cho nó ngay đi. Mà không chiếc xe đi học. Cho nó ngay hết, đặng có vô hồi cái rồi. Đèn với cái chuông nữa. Hồi nhỏ mà mình học lớp 5 mà mẹ mình mua cho mình chiếc xe gì rồi mình mừng dữ lắm. Mà hồi đó đây nghe, mình học lớp 7 mình mới có chiếc xe đạp. Tao lớp 7 có chiếc 6 xe đạp, lớp 6 xe đạp xe con ghê lắm, lớp 6 quá rồi, lớp 6. Cậu nói là cậu lớp mấy cơ? Lớp 6, hồi đi bộ tới lớp 6 mà chiếc xe đạp của tao phải nói nó tàn dữ lắm tàn. Hả? Nó kêu bằng chiếc xe là mua của người ta cũ mềm luôn á. Về chạy hai bữa sửa, hai bữa sửa. Em học lớp 6 cũng thay hai cũng sơn sơn lại nó đâu. Ta đi bộ từ ở trên nhà đó đi xuống cái chợ Thới á. Hả? Rồi ra trường học cấp 1 đó. Đó đó cũng đèn gì? Biết. Con hay biết con học lớp mấy có xe không? Con học lớp 2 có xe mà chạy xe cũ của hai á. Mà đi xe đâu có được ngon đâu, xe cũ xong. Hồi đó mình đi bộ, mình đi bộ mấy cái xóm đi học. Hồi đó giờ tao chưa biết chạy xe đạp mới đâu. Dạ. Tại vì tao chạy xe cũ sao không, người tới mua xem ra cũ chạy với sao mới mua được chứ xe mới. Mà cháu mua cho gì? Xe mới giờ tao được 2 chiếc. À, đập điện hay gì? Đập này đó. Đập này nè, đập này mà con. Điện nó vô nó cũng đông được, rớt cái nước dục luôn á.
chiếc xe này chắc là mừng dữ lắm ha hai. Giờ mình chờ chị gấp xe nữa. Xong rồi cái là mấy cậu phụ chở chiếc xe đạp vô tới nhà cho chị Lân để tặng cho con gái chị Lân. Ảnh đi rồi chị cũng biết làm mấy cái này luôn hả chị? Chồng biết làm nghề gì thì vợ cũng biết làm nghề đó ha. Giỏi ha. Cứ là phụ có mình ảnh làm đâu kịp. Hả? Anh ra ngoài tìm thấy hình thì. Dạ anh đang ở ngoài tìm thấy hình. Trời mưa nên anh hình phải ra ngoài đó anh. Làm đẹp quá mà thấy nó chạy đậm quá ha. Anh đi bắt hoa anh thử dịch á. Dịch dịch tới nay làm như bắt mối. Mình xả không có chú tập luôn đó. Là nên kêu là biến đi. Lại trời nắng quá. Tập lại cái khẩu đồ lục chậm nó đánh kháng. Chị cũng có tiệm tập thể hình đó hả? Dạ, hình lớn lắm ạ. Dạ hả? Dạ. Có cái này tiện hả? Mình phải cần lấy cái đầu kia vít mình dặn. Nó bớt mệt. Khi nó vậy thì nó cứng chưa? À, hồi nãy cậu nói là chị ở đây thì hồi xưa chị đi đi đần cho đám tiệc, đần ngọt. Dạ, chị giỏi hơn đủ hết nghề luôn. Còn anh ở đây tên gì vậy cậu? Tên Kha. Anh Kha. Ờ. Dạ. Thì làm giám đốc á. Giám đốc. Giám đốc mà tại thằng biết mới đốc tao bà cậu. Giám đốc vòng vòng á, giám đốc vòng vòng á. Cũng như là mẫu là bưng dọn cho người khách ta ăn á. Dạ. Chứ không phải là y nấu. Dạ. Bắt nước, đậu phụ, chụm lửa, giỏi lắm. Dạ. Mà anh nấu sao mà sao ghét cái bụng anh bự quá vậy? Tại vì biết sao không? Người ta ăn không hết thì ăn hết trơn. Ăn cái kiểu này chết luôn. Để đi ăn nhiều thì gọi là bị thịt vậy. Trước khi dọn là cái thử một tô. Cái dọn người ta ăn thôi xong không hết thì làm vài tô nữa. Tiếp đi mập vậy đó. Mới mặn thực hiện đi, mặn cho người ta ăn, đừng mình đi ăn nhiều vậy. Nói với nhà anh gần đây không anh? Gần đây. Dạ. Chắc là cách thất cây số rồi. Dạ. Cái gì về thất chưa? Dạ chưa. Dạ. Vậy là anh Kha là ở gần nhà cậu, nhà bác Tám luôn hả? Cách nhà 3 cây số rồi. Dạ. Xa không ạ? Dạ. Nhưng mà chiều tụ họp lại thách uống trà. Dạ. Cũng vui lắm. Bề ngang nó tầm khoảng 5-6 mét gì thôi à, nhưng mà cái lộ này hồi nãy giờ mình thấy là xe chạy dữ lắm. Thì mình hỏi mấy cậu á, thì mấy cậu nói là cái con lộ này nè là cái con lộ thông giữa cái đường lộ Tiến Tránh mới phóng hồi nãy giờ mấy bữa nay mình đi á, với lại cái lộ cũ là đường qua chợ Tân Phong đi đường đi xuống thành phố á, là cái đường này là nó thông giữa hai cái con lộ với nhau, bởi vì xe đông mưa luôn rồi. Hy vọng là lát nữa khoan hả mưa lớn để mình vô tới nhà rồi mưa lớn cho đừng có ướt xe mới. Hai ơi gì coi chừng cái túi đồ bên kia đó, nó đẹp coi chừng ta tưởng đâu cái túi tiền túi gì ta xách đi luôn. Cái mạch quần áo hồi nãy á không coi chừng dạ mà hồi nãy á là chị Hai đòi á là có cái túi đó để dành mấy phút thích đi quay, còn mình lấy cái khác mình đựng cái đồ đó. Thấy túi đẹp quá mà thôi không nên làm vậy, xách xuống cho chị mừng. Nhiều khi chị thấy cái vỏ đó chị cũng thích nè, chị cũng mai mốt chị đi đâu rồi này kia chị cũng có túi để chị xách. À, cậu Sơn ở nhà cậu Sơn là cậu Sơn có buôn bán gì không cậu? Bán giải. Bán giải ở chợ hay là ở tại nhà cậu? Tại nhà thì bỏ sĩ anh em bán rồi đi bán ngoài nữa. Dạ, vậy là sáng là mở cửa rồi chiều sáng rồi sáng mình đi chợ mình bán. Dạ. Rồi chiều về như ai mua sĩ mình bán người ta vậy đó sẽ mở lại. Rồi giờ này là mở bán ở chợ rồi hả cậu? Giờ này về hết trơn à. Dạ, vậy là chợ chỉ nhóm buổi sáng thôi. Chỉ bán buổi sáng còn buổi chiều dừng bán mối người ta ai lấy được lấy. Dạ. Các bạn cũng thế đó. Dạ. Người dạ. Nhờ vậy nên cậu mới không dạ. Chúng ta đang không là chút lúc trước là chiều có khách tôi mua đây ra vậy. Dạ.
đi đi vậy chứ vô dưới ai điện để về dạ. Có nhà con bả cũng tại chơi tới giao lưu dạ. Giờ bả đi Sài Gòn à dạ. Về đó dạ. Đi Sài Gòn lấy giải hả cậu? Ừ dạ. Còn cậu Thanh này nhà cậu có buôn bán gì không cậu Thanh? Thanh thì ổng nhà ổng là đốt quần áo lớn á. Đốt quần áo lớn hả? Ờ xếp quần áo lớn ở bên chợ gần cầu Cổ Chiên á. Dạ. Ừ. Thì ổng cũng may đồ, ổng bỏ sĩ nữa. Hả? Ổng mặc còn dữ hơn cậu nữa. Dạ cậu. Dạ. Ổng mặc dữ lắm. Dạ. Thì giờ ổng dữ chứ các bạn giờ được. Có hai cái nhà mà qua mình thấy đó. Nãy dạ. nãy mình ghé quán nước đó là cái nào ổng bỏ luôn á. Dạ. Hai nền. Dạ. Hai nền đó là mới thôi còn mình bỏ ổng tạo rồi làm bên là yên ổn dạ. Rồi. Dạ. Làm gạch này không? Mình test mình đây vậy chứ vậy chị? Để cho khi mình sửa chữa nó dễ tháo ra. Dạ. Nó không có bị dính vô luôn ha. Dạ. Công nhận chị thì chị giỏi thiệt luôn á cậu. Giỏi. Ừ. Đến bánh mẹ mua đồng sao chưa mua đồng rác mà đồng nào chưa rác luôn. Chuyện này là chuyện của đàn ông á. Mà chị phía phạm tâm. Mình thấy là chị nhìn ngồi ở trên rồi nhìn xuống rồi lấy đưa cái chân vô cái bánh xe đẩy qua đẩy lại để canh cho nó ngay canh cho nó ngay cái cần cổ cái chỗ lái với lại cái bánh xe. Rồi em gửi tiền cho chị luôn, vậy là coi như xong rồi, chị gắt xong rồi. Là 1 triệu 8 thôi chị. Thì mình đi ngang á, sẵn mình ghé vô để mình mua rồi gửi xe lại xuống đây. Mà tính vậy thì không biết có rẻ hơn hay không, nhưng mà tính đi tính lại thì thôi ghé ở gần đi mua luôn để cho sau này nó có hư hao gì thì em nói dễ ghé đây để bảo trì. Giờ chị ở đây ghi giấy bảo hành cho bé. Bé tên gì đâu ai biết đâu. Bé tên gì con cũng không biết luôn. Dạ, chị lát chị ghi vô sao ha. Dạ. Ghi vô sao. Trời không sao, nhìn là biết xe ở đây rồi. Là bé để dạ. Nó lại đó đi vô. Ủa chị bớt em 50 ngàn mà chị cũng ghi vô đây 50 nữa hả? Dạ. Rồi, để vậy đi chị. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Bây giờ mình đi. Đi tiện ơi. Vòng vòng ta cũng tới ăn, làm ăn thành đạt, kiếm bạc dài dài thôi cho con cháu học đổ đặt cao giả đạo được dạng chữ lành. Rồi bác ba chạy xe này phải không? Rồi. Bác Tám chứ? Bác Tám? Bác ba? Không đạp vù luôn. Đặt vô luôn. Đi. Mình hôm qua thì đậu giữa đường đi, giữa cây cầu. Còn nay thì mình tiền nói để xe đỡ đây đi. Rồi mình quẹo vô cái đường này. Rồi. Tại mưa vô hay. Ủa ướt nhẹp chứ. Tay. Ghê chưa? Khóa cổ lại.
Không khóa cổ xe lỡ mất xe gần sao? Ai đâu dùm tiền cho mình. Đi 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 từ thiện, người từ thiện luôn cho chiếc xe người ta. Hàng sang quá ha, đi từ thiện rồi luôn, từ thiện luôn cho người ta luôn ha. Bỏ nắng bỏ hiểm đi đi đẹp. Không, trời ơi bỏ ngồi ướt không có nắng, đội ướt đầu nữa, hôm qua mới rồi đầu sạch rồi. Trong đây thì rất là vắng vẻ quan du. Mưa gì cũng ngồi đầu chắc chết. Ủa nắng cũng nói cậu quẹo vô rồi mà ta. Chứ rồi, thấy ủa? Ai á. Gì vậy? Nắng cũng lột lên qua chứ ai giờ sao còn con cá hôi tay vậy? Trời mất nữa rồi. Ủa quên này. Hôm nay không có không? Không. Rồi cho mất rồi. Hay quá. Nên thân quá. Bỏ quên, chắc bỏ quên đằng kia rồi. Rồi đắng lấy gì? Khó hả, hả bác ba? Xe này bị bác đạp cho nó cao rồi, da mình nó thấp quá chạy. Dạ. Cái cổ này nó lắc qua là nó chạy lắc qua nó. Xe này dạ. Cho con gái. Thằng người của bộ. Rồi giờ bác rồi với lại mấy cậu với mấy chị em mình dẫn xe vô. Ngày hôm qua đi tới đây thì tại cũng mưa lâm râm y như vậy nè. Mà bữa nay hên là chưa có mưa lắm. Hả? Trời ơi. Người của bộ vậy thanh á. Nói nữa bác ơi. Người bộ khỏi vậy nước ngoài luôn ạ. Bữa nay anh Kha có đi nấu đồ ăn cho người ta không anh Kha? Nay cụ Long Minh nghỉ không được dịch tới nay chơi. Ủa? Tay mới nấu lại. Vậy là anh nấu ở trong cụ Long Minh luôn hả anh Kha? Vậy là anh là người nấu đứng ra nấu luôn hay là? Nấu cháo, lạnh nấu cháo à. Nấu cháo trắng đúng không? Nấu cháo trắng á. Dạ. Trắng cho anh Kha. Dạ. Rồi rồi, chừng nào mới mở lại anh? Nghe nó 10 tay tháng này nè. Ê, vướng dạ. Ê, vướng sao luôn. Nhẹ từ từ. Thôi, mà trốn này chắc. Tội nghiệp anh Kha quá. Kệ vậy với chán nó giảm mỡ bụng anh Kha. Giảm mỡ bụng. Cậu cậu sách gì cậu? Cái mền với cái dân miếng màng. Dạ, còn tiền sách gì vậy? Quần áo. Còn hai sách gì vậy? Sách tô mẫu. Thôi cậu ơi, con qua có được đâu, đổi cậu á. Đồ nội đi không được ở mà. Hồi lộn trai mất cốt quá. Không à. Đi với mấy cậu gì đây đi là trời mưa nhưng mà đường xấu mà cũng rất là vui ở trong bụng lắm tại vì đường càng xấu thì mình càng vui. Hả anh qua cậu cũng được thì hai phiên rồi tới hiện tiện giác đi ấy là ảnh qua anh sợ anh qua không được luôn mấy cậu săn quần luôn kìa ngày nào cũng thế mà ngày nào cũng vậy. Kìa kìa cầm điện thoại cho cậu kìa. Giúp mũ rồi. Thôi gầm nữa rồi. Thôi gầm đùng đùng rồi. Rồi tao đi trước ha. Con bé như là con vớt cái xe lên. Qua con đi đồ cầu được không biết. Cẩn thận nha cậu. Cậu mà té là chiếc xe nó ướt luôn á. Chắc cái bánh ướt kìa. Ôi ơi, rồi cậu ơi sao. Rồi xong. Không sao đâu sao. Mình là điện thoại tấm nó mũ rồi. Mũ. Hả? Chưa tới. Hai uống nước ngủ hai cả. Nè chắc vui quá cậu. Cái chân mình đi xu vậy nó chết. Thôi nó mệt quá. Qua luôn hả? Lão đi qua với nãy mà mới xe con chút à. Dạ. Đi cái chân xui là nó hết liền. Trời ơi cậu ơi. Thôi mà nói lại nhé, quá không được.
Nếu quý vị qua còn mình tôi ở lại phải không? Qua luôn Kha. Thôi. Qua đây chút xíu quý vị. Không được. Anh Kha không biết bơi hả? Nó gãy cầu cái mày ướp lửa lặn mày ơi, cầu lặn mày ơi. Đúng rồi á. Vậy thôi anh Kha bỏ nha. Ôi, ôi sao con cái ông Quân nó chẳng té le luôn rồi. Má sao con cái mà nó giảng dữ vậy ta? Quân phải vậy thôi. Đi đâu? Hả? Mấy cậu nói là mấy cậu có hẹn với chị Loan rồi mà không biết giờ chị Loan chị đi đâu, không có nhà, hay là đi rước con nhỏ hả cậu? Hay đi rước con gái? Rước mà học gì học giờ chuẩn đưa con gái đi học thì đúng hơn. Thì không biết đưa hay rước đi. Có dân nhà kìa. Có thằng anh ở nhà được mà. Có dân kìa ông Tám. Có dân nhà kìa. Kêu ai? Kêu ông Giang không? Quay. Anh dân bệnh hay không? Không có sao hết trơn á. Cậu nãy trợt bánh trợt cái đường đi cái lũng giò kìa. Cái lũng giò. Anh Điệp anh sẽ gọi cho chị Loan. Anh Điệp bấm được không? Điệp bốc ra cho số điện thoại con nhỏ này ta, Điệp có chuyện đó nghe. Cậu đâu cho không? Cậu đi cũng biết. Qua đi thì không qua, cậu đi thì cậu bị thương xe. Còn bữa nay cậu đi thì cậu bị lắm trò. Coi anh Điệp anh gọi cho. Nè nằm vô đừng đứng ấy cao quá nó rung. À, để ăn cho tôi về giùm con ơi. Lên nha. Lên nha. Rồi, chút xíu đi về tay. Rồi. Anh Điệp sao anh biết xài điện thoại vậy? Rồi, bây em xài lâu năm rồi. Vậy hả? Dạ. Anh xài nay được bao lâu? Em xài cũng 3-4 năm rồi. Ai chỉ anh xài vậy? Anh tự mò thì. Anh hay quá vậy? Rồi tông cái điện thoại của anh được lưu được mấy người? Có vài người. Có vài người thì. Dạ, rồi là có mấy người chị thân thuộc của mình thôi, dạ, đúng không? Dạ. Thì anh xài điện thoại thường thường anh làm gì? Không có làm nữa. Đi gọi cho chị phải không? Dạ. Gọi với nghe phải không? Dạ. Hay quá ha. Anh biết bấm điện thoại biết tắt luôn. Rồi anh xài lâu năm rồi. Đâu quay lại bấm lại cái nữa coi chơi cho vui coi. Anh bấm điện thoại thử coi. Bấm lại cái nữa coi coi cho con cái. Bây giờ là bị người đi là phiền cái ba. Thì vậy hả? Bây giờ em đọc cho anh bấm số được không? Em đọc số của em cho anh bấm được không? Em cái vụ mà bấm số em không biết. Vậy chứ làm sao anh có số của cái người đó ở trong điện thoại của anh? Em xin người ta luôn á. Vậy là người ta bấm giùm anh luôn á hả? Dạ. Rồi anh nhớ luôn cái đuôi là số mấy, cái tên là số mấy chứ anh đâu có đọc chữ được đâu đúng không? Dạ. Anh nhớ luôn. Dạ. Dạ. Vậy là không có phải đâu, để xuống điện thoại bấm lại cái tôi coi coi. Chị có biết là nhấn bấm cái ngay đó là vô cái số đó thôi, chứ không biết là số. Đã em nói là người ta không được. Thôi bấm số khác chứ đừng bấm số đó. Bấm số khác không được. Vậy là chỉ có một số à, cũng giống như cái điện thoại vậy, ví dụ như cậu luôn số con thì con bấm cái là ngay con cái rồi là vậy là xong. Dạ. Còn số khác là họ bấm không được. Dạ. Giống như bây giờ mình cho số điện thoại của người khác bấm vô với cái bàn phím mà bấm không được. Dạ. Là chỉ có vậy. Bấm vô một cái gọi vậy là ngay chốc người đó thôi. Chỉ có một điểm duy nhất vậy thôi. Dạ.
Chú sợ gì vậy đây? Đâu dạ. Nói vậy phải không? Đâu làm thử cái coi thử đây. Phải không anh Điệp? Phải. Em đang sinh sôi. Đang sinh sôi lên em đi làm. Anh Điệp hồi nhỏ lớn anh Điệp như vậy á. Rồi anh Điệp có muốn là đi ra đi vô chơi không? À, cũng bình thường chứ. Hả? Cũng bình thường chứ không. Không có suy nghĩ gì hết hả? Dạ, em... Quen rồi. Em quen rồi. Dạ. Nằm một chỗ vậy bực bội nè. Có muốn rồi giờ xin ai chiếc xe đừng đẩy tới để lui đi cho nó khoảng khoát không? Không ạ, em xin cái chị này... thì cho em chiếc xe là ngày rồi em biết rồi là ước muốn của anh là có được một chiếc xe lăn. Dạ. Anh lăn được không? Anh lăn anh đi ra đi vô ấn cái cửa được không? Được mà cái chỗ này chú mưa không rồi chị. Dạ không, ý là ở trong nhà nè. Dạ được, ví dụ lăn đi thì được. À. Không, hai cái tay chắc lăn được, nếu mà có ai để được cái chiếc xe lên trên dạ. Trên xe đó thì hai tay lăn ra ngoài. Nhưng mà cái này chắc phải có người dòm chừng quá cậu ơi. Không nó biết, nó chứ biết. Dạ, hả? Cái vụ lăn ra trước cửa chiều quá khoát hay gì đó, ngồi chứ đỡ, chứ nằm như tối cả ngày vậy nó bực bội. Ở gần đây có chỗ nào bán xe lăn không cậu? À, còn không biết chỗ đó đâu. Dạ. Để con hỏi thăm. Ví dụ như bây giờ có người đỡ là cái mình lăn tới lăn lui vậy chứ nó khỏe hơn. Dạ. Chứ còn nằm vậy tới tối ngày qua nắm xuống thấy. Dạ. Dạ. Là anh Kha thì anh không qua cậu được mà anh không dám đi tại vì cái sức nặng của anh sợ cái cậu chịu không nổi. Rồi giờ ảnh đi về thì ảnh không về, ảnh không muốn về tại vì ảnh phải đi làm từ thiện. Cho nên là mặc dù ở dưới ở ngoài sân trời mưa nhưng mà ảnh vẫn đứng giữa góc dừa. Có cái lòng thiện cảm thiện chí và thiện nguyện nói vậy. Dạ. Đó. Dạ, anh tự anh gượng vậy. Đã không được anh tiếp vậy. Đó. Bình thường ở nhà thì tự gượng vậy. Anh chống bằng cái mặt của anh, cái càm anh luôn á anh. Dạ. Dạ. Thôi ngồi cái khổ như đó. Đó có càm lại cái xe đó. Ông đạo vô coi nè, thấy không? Ông muốn ngồi là ông ngồi, muốn đứng là ông đứng. Tiền để cái đó còn chi mà không cho em hoàn cảnh là vậy. Ta ngồi người mỗi lần ngồi vậy vậy đó. Cực khổ không? Nó quấy chuyện đơn giản không? Được chưa? Vậy rồi chưa? Vậy là chưa anh? Rồi phải không? Còn anh có tự sửa cái chân của anh được không? Hay là chị người khác sửa cho anh? Cũng vậy. Hả? Cũng vậy. Vậy luôn á. Vậy luôn á. Là y vậy là xong rồi phải không? Dạ. Dạ. Đây là qua cái ngồi vậy là ngồi là vậy hả? Dạ. Không có ngồi được thẳng đứng lên hả? Dạ dạ. Dạ anh ngồi vậy anh có bị mỏi không anh Điệp? Dạ không. Dạ vậy là anh quen vậy hả? Dạ. Ngồi kiểu công công gì được bao lâu? Em ngồi cũng hơi lâu ạ. Hai tiếng đồng hồ không? Cũng hai tiếng ạ. Dữ vậy? Gì là ngồi đó. Dạ. Anh chỉ có ngồi với nằm thôi. Dạ dạ. Dạ. Rồi bây giờ ví dụ anh muốn đi toilet đi. Thì anh lại anh xách cái bô lên. Dạ. Dạ. Rồi anh đi toilet là khoảng thời gian bao lâu? Nửa tiếng không? À, em đi cũng lâu, em đi cũng lâu lắm chị. Nửa tiếng không anh? Cũng có 2 tiếng mấy ạ. 2 tiếng mấy hả? Toilet 2 tiếng mấy hả? Dạ dạ. Được rồi. Dữ hả? Chưa vậy ta? Vậy hả? Dạ. Nhưng mà anh đi là anh đi ở trên giường hay là anh đi xuống đất? Em mọi người em đi xuống bộ chứ. À vậy hả? Dạ. 2 tiếng đồng hồ luôn? Dạ. Vậy rồi chị anh đâu có mận gì được đâu. Dạ chắc cả 2 tiếng rưỡi ạ. Vậy hả? Dạ. Chị Loan nãy giờ chị đi đâu ạ? Đưa gái học mà bà và chồng bà nhập viện rồi đưa bà nó cà nhập viện nữa. Ủa bà vậy chồng hả? Mà không chồng không thôi mà ông bà giờ có mình bà em là dâu Út á, tại vì bà giờ nhập viện mới chở đi nhập viện về. Rồi chồng chị đâu? Ảnh chúng leo dừa té giờ chúng nằm chỗ ở trọng á. Leo dừa té hả? À, thì giờ có mình ảnh là giờ chúng nói thôi chúng chạy ra vô bà và chồng chứ đâu bỏ bà được đâu. Vậy rồi ngoài chị ra còn có dâu nào khác nữa không? Có dâu mà ở riêng rồi đâu có chung đâu. Rồi chị dạ, thôi rồi chị cũng phải chạy ra chị lo. Dạ tại vì bà có như mẹ ruột đang bỏ được đâu phải tới dạ đúng rồi mẹ đúng mình mất rồi ha. Vậy là mẹ chồng cũng tốt với chị. Bả
thì cũng già chứ có mạng gì ở đây mà có cái gì sách chạy không cho bà không biết về chạy về để đưa con đi học và đi làm gì chạy tới chạy luôn vậy. Dạ. Dạ. Anh Kha đứng bển buồn không? Đứng bển buồn quá anh. Mà tiếc cái là anh Kha không dám qua cây cầu. Rồi thôi vô lên nhà đi chị. Dạ anh Kha đứng đó nha. Vô đi. Em nó đi học rồi hả chị? Dạ mới đưa nó đi học á, xe hơi trời giá đó, có chiếc xe mà lo đó. Là vừa đưa đi học và vừa đi làm đó. Rồi giờ chạy giờ vòng đây. Hồi sáng giờ chị có làm không? Hết nay hết mấy ngày nay hết nghỉ hàng rồi không có mần. Dạ. Bà chồng có bệnh gì vậy chạy vô đảo mà giờ hồi hồi phải chạy rước con. Từ đi qua đó gần không chị? Cái đó mình nói mình đi chút. Nghe hả? Vì nhà nhà bả nhà tình thương vậy không? Tình thương mà khổ hơn nhà này, người ta cho khổ hơn nhà này nữa. Bả là giờ nằm đang có anh chồng chú xỉn sai nhưng mà yếu xìu mà bỏ bắt anh đã về bà khóc quá trời luôn thôi để về sắp xếp nhà phải gửi con mới được. Phải đấy gửi hả? Thằng em này có người chị thứ hai lo mới trả lên bả nữa. Vì khổ quá chừng khổ khổ vậy bả vậy tính cho bả hết bệnh rồi rước bả về đây nuôi nè. Không biết anh thương qua vậy hả? Tụi chồng chị ai lo? Ai lo? Giống như ảnh chuẩn tới luôn vòng vòng nhà được chứ mà ảnh kiểu mà đi xa đi không được. Giống như cơm ảnh tự lo cho bản thân ảnh được. Còn ảnh không có lo cho bả được. Bả giờ phải đỡ lên đỡ xuống là không đỡ bao đâu được. Bà nay nhiêu tuổi rồi chị? Bả chắc là 80 rồi, gần 80 rồi đó. Dạ. Mấy 80 rồi đó. Cũng không rành không nữa. Vậy là bả cũng lớn tuổi. Ảnh thì tự tự lo cho bản thân. Chứ chúng tự thân thân thì chúng nấu ăn vòng vòng nhà thôi vậy chứ không đi đâu ra được hết trơn. Dạ. Thôi đi vô nhận quà. Bữa nay thì mấy cậu với bác ba cũng giúp đỡ cho hai chị em của mình tới đây để tặng quà cho con gái của chị Loan. Con gái chị tên gì vậy? Đinh Thị Tiền. Tiền, dạ. Đinh Thị Tiền. Để cho em Đinh Thị Tiền có chiếc xe đạp đi tới trường. Tại vì hoàn cảnh của chị Loan thì như hôm qua mình có tới thì ông bà cô chú, anh chị em cũng biết là hai mẹ con thì chỉ có một chiếc xe thôi. Rồi chị Loan thì vừa đưa con đi học, vừa đi làm, lại vừa chạy về lo cho em trai của mình. Thì mà chiếc xe thì nó cứ hư tới hư lui cho nên mà cháu nó thì năm nay cũng lên học được lớp 5 rồi nên là cũng tự đi học được. Thì bữa nay món quà này á là của cô chú Khánh ở Mỹ nhờ em tặng cho em Tiền một chiếc xe để đi tới trường. Dạ. Còn đây á là quần áo mặc rồi nhưng mà chị soạn lại, nếu mà chị bận được thì chị bận. Để cái này là của một cô Tư ở cái bên nhà em soạn ra để cho chị để có quần áo thắng mưa này để thay đổi. Tuy là không phải đồ mới nhưng mà thì đây cũng là một cái tấm lòng của cô Tư. Dạ. Dạ. Rồi còn đây là cái mền của chú Sơn. Còn đây là cái mền của cậu Sơn. Cậu Sơn thì hồi nãy như cậu Sơn cũng giới thiệu đó là cậu Sơn có một cái shop bán vải, rồi bán một mền chiếu gói luôn, đúng không cậu Sơn? Ừ, mà nay cái mền này cái mền của vải. Dạ. Rồi bữa nay thì màn đó. Dạ. Màn cậu Sơn tặng gửi tặng một món quà đó là một cái mền với lại cái này là để làm mì đô. Dạ. À, cái mì đô để che cái giường lại để mình có để anh Điệp á. Ảnh có đi tiểu đó. Tiện vệ sinh này kia thì cũng đỡ ngại khi mà có khách tới nhà. Dạ, đây thì cậu Sơn may kỹ lắm. Mình thấy là cậu Sơn có may móc rồi này kia, chỉ cần văng cộng dây chì lên là mình xài được rồi chị. Dạ. Cái tấm này là mấy thước vậy? Dạ cậu Sơn? 3 thước. Dạ, 3 thước. Vậy là mình được rồi. Đây là cái mền. Cái mền là đơn giản, là cái đó là cái vải. Dạ. Hay là cái mền kia thì nó hết rồi. Dạ. Mấy cái sợi dây cột. Dạ, đây là sợi dây cột. Cậu Sơn rất là chu đáo. Để nhiều khi ở nhà kiếm dây không ra. Rồi.
chị Lan á có lời nhắn nhủ gì tới quý mạnh thường quân ở đây thì chị Lan nhắn. Không có gì hơn nữa hả? Cảm ơn đi. Em cảm ơn thôi chứ không biết nói để nói dạ. Gì hơn. Có chiếc xe cho con đi học là mừng dữ lắm, là vui dữ lắm rồi. Dạ. Để cho con tới trường nặng này có thời gian đi mừng á. Dạ. Lo cho con chứ lo cho đứa em mạnh giỏi đi. Dạ. Ừ. Em dạ, để em gửi lời cảm ơn cô chú giúp cho chị ha. Dạ. Rồi, thì bữa nay á con cũng cảm ơn cô chú Khánh. Con cảm ơn cậu Sơn, con cũng cảm ơn cô Tư. Đó, tuy là những cái món quà này á thì so với người ta thì cũng không bằng ai, nhưng mà thực sự đây là những cái món quà thiết thực và rất là cần thiết cho gia đình của chị Loan ở đây. Chắc là bữa sau á thì con sẽ tới để con tìm hiểu rồi con mua cho anh Điệp một chiếc xe lăn nữa để anh Điệp đi ra đi vô thuận tiện. Rồi nhiều khi có đi đâu á, đi khám bệnh hay là đi xin đi nhận quà đó thì chị Loan ở đây chị cũng đỡ cực. Dạ. Ngày hôm qua thì mình về mình có kể lại hoàn cảnh của chị Loan cho mẹ mình nghe, thì mẹ mình cũng nói là chị Loan á rất là thương em của mình. Chị Loan về nhà chăm sóc cho em trai, tuy là hoàn cảnh gia đình nó không có được khá giả, nhưng mà tình cảm anh chị em ở trong nhà thì rất là thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Thì em cũng thấy là em thấy em rất là cảm động giữa cái tình chị em giữa anh em của chị với nhau. Dạ. Thì sẵn đây thì con cũng xin gửi lời cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn gần xa đã có cái lòng hướng về những người khó khăn, những người bệnh tật ở trong kênh Hương Vị Đồng Quê cũng như là kênh Em Gái Quê. Con xin cảm ơn rất nhiều và con cũng cầu xin Chúa ban phước, ban sức khỏe, ban sự bình an trên gia đình của cô chú Khánh, để cô chú Khánh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Con xin cảm ơn cô chú Khánh rất là nhiều. Sẵn đây thì con cũng cảm ơn bác Ba nè, rồi cậu Thanh, rồi cậu Sơn, rồi anh Kha ở bên kia nữa. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của bác, của mấy cậu, rồi của mấy anh ở đây thì tụi con mới tới đây biết được những cái hoàn cảnh khó khăn như chị Loan. Con cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều. Nghĩ vậy mà cũng muốn càng cũng thử quá trời luôn. Mình đồ dây móc ra nè. Giờ móc qua đây các qua tính mượn cái khoan không qua móc đây cái mình để dây sẵn mình đụng đúng luôn. Luôn. Chế cái mình kéo ra. Dạ. Nó dễ lắm. Dạ có chị ở nhà gia tự cảm tạo được không? Dạ. Đây là miếng giấy bảo hành nè. Rồi bây giờ mình sẽ viết tên con gái của chị vô. Gái chị tên gì? Đinh Thị Tiền. Đinh Thị Tiền ha. Chủ xe. Chủ xe. Sao có cái quyền sử dụng của nó chứ? Để xe không chính chủ thì sao? Giấy tờ xe hợp tiền ha, tiền chị. Tiền đó chứ không tiền kia. Đúng rồi, tự tôi. Tiền, rồi Đinh Thị Tiền. Đây là giấy bảo hành nha. Chị biết chỗ mua bán biết ông chỉ được không? Đi có tiệm xe một có số điện thoại chưa? Rồi rồi xong giờ giờ ra làm anh đang đi giờ về không? Dạ đúng rồi, rồi mình đi về. Giờ mình đi về thôi chị, gán ăn uống cho khỏe rồi đi làm, rồi nó có em nó có chiếc xe để đi học về. Dạ. 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 Không có gì đâu. Rồi chúng dạ. Sống vui sống khỏe. Dạ. 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 D